Ngày 17 tháng 3, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã làm rõ và phối hợp cùng gia đình điều tra nguyên nhân tử vong của anh Lê Minh V, sinh năm 2000, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Anh Lê Minh V được tìm thấy dưới sông Tô Lịch trong tình trạng đã tử vong. Trước đó khoảng 11 giờ 30 ngày 16 tháng 3, Công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì nhận tin phản ánh của người dân phát hiện một thi thể trên sông Tô Lịch đoạn chảy ra khu vực đường Kim Giang nên đã phối hợp cùng lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Qua giả soát, Công an nhận định nạn nhân là anh Lê Minh V ở quận Hoàng Mai được người nhà thông báo mất tích trước đó 3 ngày. Thông tin ban đầu, ngày 13 tháng 3, sau khi uống rượu với một số người bạn ở khu vực Hoàng Mai, nạn nhân đi bộ trên đường rồi mất tích. Sau đó gia đình anh V đã tổ chức tìm kiếm anh V nhưng không có kết quả. Đến trưa ngày 16 tháng 3, gia đình có thông tin về việc phát hiện xác của người đàn ông trên sông Tô Lịch để đến nhận dạng. Xác định nạn nhân là anh V, anh V được xác định tử vong do ngạt nước.